Con học sinh lớp 5, cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay chúng ta làm các bài tập trong vở bài tập toán 5 tập 1, bài 73, luyện tập trung, trang 89. Trước tiên chúng ta làm bài tập 1, đặt tính rồi tính. Bài có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là đặt tính, yêu cầu thứ hai là tính. Chúng ta có phép tính thứ nhất, 216,72 chia cho 4,2. Đây là phép chia một số thập phân cho một số thập phân. Trước tiên chúng ta đặt tính. Ta viết số bị chia 216,72 chia cho 4,2. Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân, trước tiên chúng ta đếm xem ở số chia có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân. Rồi chúng ta chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. Ở phần thập phân của số chia có một chữ số thì chúng ta chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải một chữ số. Như vậy số chia dấu phẩy đã được chuyển sang bên phải một chữ số giữa 7 và 2. Bỏ dấu phẩy của số chia. Ta thực hiện chia như chia cho số tự nhiên. Bây giờ ta được phép chia 2167 chia phẩy 2 chia cho 42. Ta lấy 216 chia cho 42 thì chúng ta được kết quả bằng 5. 5 nhân với 42 thì cô giáo được kết quả là 210. 216 trừ đi 210 còn dư 6. Tiếp tục chúng ta hạ chữ số 7 của số bị chia, tức là vẫn ở phần nguyên, xuống cạnh số dư được 67. 67 chia cho 42 được 1. 1 nhân với 42 vẫn bằng 42. 67 trừ đi 42 còn dư 25. Như vậy ở phần nguyên của số bị chia là hết các chữ số rồi. Bây giờ trước khi mà chúng ta hạ chữ số đầu tiên của phần thập phân xuống để chia thì chúng ta viết dấu phẩy vào bên phải số thương. Hạ chữ số 2 ở phần thập phân của số bị chia xuống cạnh số dư được 252. 252 chia cho 42 được 6. 6 nhân với 42 được 252. 252 trừ 252 bằng 0. Tiếp tục chúng ta chuyển ý tiếp theo. 315 chia cho 2,5. Đây là một phép chia số nguyên cho một số thập phân. Chúng ta đặt tính. Ta đặt viết số bị chia 315 chia cho 2,5. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Đầu tiên chúng ta đếm xem ở số thập phân. Đấy, ở số chia có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân. Thì ta thêm bấy nhiêu chữ số 0 ở bên phải số bị chia. Ở số chia có một chữ số ở phần thập phân, đó là chữ số 5. Ta thêm một chữ số 0 vào bên phải số bị chia. Bỏ dấu phẩy ở số chia. Ta được 3150 chia cho 25. Trước tiên chúng ta lấy 31 chia cho 25 được 1. 1 nhân với 25 bằng 25. 31 trừ 25 thì còn dư 6. Tiếp tục ta hạ chữ số 5 của số bị chia xuống cạnh số dư được 65. 65 chia cho 25 được 2. 2 nhân với 25 được 50. 65 trừ 50 còn dư 15. Tiếp tục ta hạ chữ số 0 của số bị chia xuống cạnh số dư được 150. 150 chia cho 25 được 6. 25 nhân với 6 bằng 150. 150 trừ 150 bằng 0. 315 chia cho 2,5 bằng 126.
Tiếp tục chúng ta chuyển phép chia thứ 3. 693 chia cho 42. Đây là phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên. Chắc chắn là thương sẽ là một số thập phân. Cô giáo đặt phép chia. 693 chia cho 42. Trước tiên chúng ta lấy 69 chia cho 42 được 1. 1 nhân với 42 bằng 42, 69 trừ 42 còn dư 27. Tiếp tục ta hạ chữ số 3 của số bị chia xuống cạnh số dư được 273. 273 chia cho 42 thì cô giáo ước lượng được khoảng 6 lần. 42 nhân với 6 được 252. 273 trừ 252 thì còn dư 21. Dư 21. 21, bây giờ chúng ta muốn tiếp tục chia nữa thì chúng ta viết dấu phẩy vào bên phải số thương. Thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư được 210. 210 chia cho 42 được 5. 42 nhân 5 bằng 210, 210 trừ 210 bằng 0. 693 chia cho 42 bằng 16,5. Tiếp tục chúng ta có phép chia cuối cùng ở bài 1. 77,04 chia cho 21,4. Đây là phép chia một số thập phân cho một số thập phân. Chúng ta đặt tính, ta viết số bị chia 77,04 chia cho 21,4. Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân, đầu tiên chúng ta đếm xem ở phần thập phân của số chia có bao nhiêu chữ số thì ta chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. Ở đây số chia có một chữ số ở phần thập phân, ta chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải một chữ số, bỏ cái dấu phẩy của cái số bị chia cũ này đi, số bị chia này đi, phải không? Rồi chúng ta bỏ dấu phẩy ở số chia. Được 770,4 chia cho 214. Ta lấy cả 770 chia cho 214. Được 3 lần. 214 nhân 3 được 642. 770 trừ 642 còn dư 128. Tiếp tục chúng ta viết dấu phẩy vào bên phải thương. Trước khi mà chúng ta hạ chữ số đầu tiên ở phần thập phân xuống, ta hạ chữ số 4 ở phần thập phân xuống cạnh số dư 128 được 1.284 chia cho 214 được 6. 214 nhân 6 bằng 1.284. 1.284 trừ 1.284 bằng 0. 77,04 chia cho 21,4 bằng 3,6. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập 1. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 2. Bài tập 2 tính. Ở bài tập 2 chúng ta có hai câu, câu A và câu B. Trước tiên chúng ta làm câu A. Mở ngoặc 51,24 trừ 8,2 đóng ngoặc chia 26,9 chia 5. Ở biểu thức này có dấu ngoặc đơn và các phép chia này nữa thì chúng ta sẽ thực hiện trong ngoặc đơn trước. Chúng ta lấy 51,24 trừ 8,2 thì cô giáo được kết quả bằng 43,04. 43,04 chia 26,9 chia 5. Đến đây chúng ta thực hiện từ trái sang phải. Chúng ta thực hiện phép chia 43,04 chia cho 26,9 trước. 43,04 chia cho 26,9 chia cho 26,9. Đây là phép chia một số thập phân cho một số thập phân. Chúng ta đếm ở số chia có một chữ số
ở phần thập phân, chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên trái một chữ số, bỏ chữ số dấu phẩy của số chia, ta được 430,4 chia cho 269. Đầu tiên chúng ta lấy cả 430 chia cho 269 thì chúng ta được kết quả là 1. 1 nhân 269 bằng 269. 430 trừ 269 thì chúng ta còn dư 116. 161. 161. 161. Bây giờ muốn chia tiếp, chúng ta viết dấu phẩy vào bên phải số thương, thêm hạ chữ số ở phần thập phân xuống cạnh số dư, được 1614 chia cho 269 thì cô giáo ước lượng được khoảng 6 lần. 269 nhân 6 bằng 1614. 1614 trừ 1614 bằng 0. Như vậy, kết quả của phép chia bằng 1,6. 1,6. 1,6 chia cho 5. Chúng ta lại thực hiện phép chia 1,6 chia cho 5 luôn. 1,6 chia cho 5. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Đầu tiên chúng ta lấy phần nguyên của số thập phân chia cho số nguyên, chia cho số chia. 1 chia cho 5 bằng 0. 0 nhân 5 bằng 0. 1 trừ 0 vẫn bằng 1. Viết dấu phẩy vào bên phải thương, hạ chữ số ở phần thập phân xuống, được 16. 16 chia cho 5 được 3. 3 nhân 5 bằng 15. 16 trừ 15 còn dư 1. Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư để chúng ta chia tiếp. 10 chia cho 5 được 2. 2 nhân 5 bằng 10. 10 trừ 10 bằng 0. 1,6 chia 5 bằng 0,32. Kết quả bằng 0,32. Tiếp tục chúng ta làm câu B. 263,24 chia mở ngoặc 31,16 cộng 34,65 đóng ngoặc trừ 0,71. Ở biểu thức câu B này chúng ta thấy có phép chia, rồi có dấu ngoặc đơn và phép trừ. Trong một biểu thức có dấu ngoặc đơn thì chúng ta thực hiện trong ngoặc đơn trước. Tức là ta lấy 31,16 cộng 34,65. 263,24 chúng ta hạ xuống. Chia 31,16 cộng 34,65 thì cô giáo được kết quả bằng 65,81. Bằng 65,81. Trừ 0,71. Bây giờ ta thực hiện phép chia 263,24 chia cho 65,81. 263,24 chia 65,81. Đây là phép chia một số thập phân cho một số thập phân. Chúng ta đếm ở phần thập phân của số chia có hai chữ số thì ta lùi chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải hai chữ số, phải không? Đấy, như vậy là chúng ta chuyển sang đây. Như vậy ở đây chúng ta không có chữ số nào nữa thì chúng ta không cần phải viết nữa. Đấy, chúng ta lùi sang đây và bỏ dấu phẩy ở số chia. Ta được 26.324 chia cho 6.581. Và cô giáo được kết quả bằng lấy cả 26.324 chia 6.581 được 4. 6.581 nhân 4 bằng 26.324. 26.324 trừ 26.324 bằng 0. Như vậy kết quả của phép chia bằng 4. Bằng 4. 4 trừ đi 0,71 thì cô giáo được kết quả bằng 3,29. 3,29. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập 2. Tiếp theo chúng ta chuyển bài tập 3. Bài tập 3 có yêu cầu như sau. Mỗi bước chân của Hương dài 0,4m. Hỏi Hương phải bước bao nhiêu bước để đi hết đoạn đường dài 140m. Muốn biết Hương phải bước bao nhiêu bước
để bước hết một cái đoạn đường dài 140m thì chúng ta phải lấy đoạn đường đó, chúng ta chia cho mỗi bước chân của Hương dài 0,4. Tức là lấy 140 chia cho 0,4. Hương phải bước số bước chân để đi hết đoạn đường là 140 chia 0,4. 140 chia cho 0,4 thì cô giáo được kết quả bằng 350 bước. Đáp số. Và chúng ta chuyển bài tập 4. Bài tập 4 có yêu cầu là tính bằng hai cách. Đấy, như vậy bài yêu cầu chúng ta tính bằng hai cách các biểu thức. Ở bài tập 4 chúng ta có hai câu, câu A và câu B. Câu A: 0,96 chia cho 0,12 trừ 0,72 chia 0,12. Bài yêu cầu chúng ta tính bằng hai cách thì cách đầu tiên chúng ta tính theo cách thông thường. Tức là ta tính thứ tự thực hiện các phép tính cho một biểu thức. Ở biểu thức này có phép chia và phép trừ. Chúng ta thực hiện phép chia trước. 0,96 chia cho 0,12 và 0,72 chia cho 0,12. 0,96 chia 0,12. Đây là phép chia một số thập phân cho một số thập phân. Chúng ta đếm ở phần thập phân ở đây của số chia có hai chữ số. Thì chúng ta chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải hai chữ số. Đấy, chuyển sang đây. Và bỏ dấu phẩy của số chia. Ta được 96 chia cho 12. 96 mà chia cho 12 thì chúng ta được kết quả bằng bằng mấy nhỉ? Bằng 8. Đấy không? 8 nhân với 12 bằng 96, 96 trừ 96 bằng 0. Đấy, như vậy 0,96 chia 0,12 bằng 8 trừ 0,72 chia cho 0,12. 0,72 chia cho 0,12. Đây cũng là phép chia một số thập phân cho một số thập phân. Số chia có hai chữ số ở phần thập phân, chúng ta lùi dấu phẩy của số bị chia sang bên phải hai chữ số. Đấy. Và bỏ dấu phẩy của số chia được 72 chia cho 12 thì được 6. 6 nhân 12 bằng 72, 72 trừ 72 bằng 0. 0,72 chia cho 0,12 bằng 6. 8 trừ 6 bằng 2. Đó là cách thứ nhất. Bây giờ chúng ta chuyển sang cách thứ hai. Ở cách thứ hai này thì chúng ta thấy là 0,96 chia cho 12 và 0,72 cũng chia cho 12. Và hai cái vế bên này nối với nhau bằng dấu trừ. Ở đây chúng ta sẽ đưa về một gì nhỉ? À, một hiệu chia cho một số. Một hiệu là 0,96 trừ đi 0,72 và chia cho một số là chia cho 0,72. Như vậy bằng mở ngoặc 0,96 trừ 0,72 đóng ngoặc chia 0,12. 0,96 trừ 0,72 thì cô giáo được kết quả bằng 0,24. 0,24 chia cho 0,12. Chúng ta đặt phép chia
0,24. Chia 0,12. Chia một số thập phân cho một số thập phân. Ta đếm ở phần thập phân của số chia có hai chữ số thì chuyển dấu phẩy của số bị chia sang phải hai chữ số. Đấy. Bỏ dấu phẩy của số chia, ta được 24 chia cho 12 được 2. 2 nhân với 12 thì bằng 24. 24 trừ 24 bằng 0. Như vậy kết quả của phép chia bằng 2. Ta thấy hai cách là đều có kết quả bằng 2. Tiếp tục chúng ta chuyển câu B. Mở ngoặc 2,04 cộng 3,4, đóng ngoặc chia 0,68. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ tính theo cách thông thường. Ở biểu thức này có dấu ngoặc đơn và phép chia. Chúng ta thực hiện trong dấu ngoặc đơn trước. 2,04 cộng 3,4 bằng 5,44. 5,44 chia 0,68. Chúng ta đặt tính 5,44 chia 5,44 chia cho 0,68. Chia một số thập phân cho một số thập phân. Ta đếm ở phần thập phân của số chia ở đây có hai chữ số. Ta lùi dấu phẩy của số bị chia sang phải hai chữ số, phải không? Đấy, dấu chia đã chuyển sang đây. À, dấu phẩy đã chuyển sang đây. Bỏ dấu phẩy của số chia, ta được 544 chia cho 68. Cô giáo ước lượng được khoảng 8. 68 nhân với 8 bằng 544. 544 trừ 544 bằng 0. Như vậy kết quả của phép chia bằng 8. Kết quả cuối cùng bằng 8. Chúng ta chuyển sang cách thứ hai. 2, mở ngoặc 2,04 cộng 3,4 đóng ngoặc chia 0,68. Ở đây chính là gì nhỉ? Chúng ta đưa về dạng một tổng chia cho một số. Đấy. Từ một tổng chia cho một số thì chúng ta triển khai thành ta lấy từng số hạng của tổng chia cho số rồi cộng các kết quả lại với nhau. Tức là ta lấy số hạng thứ nhất 2,04 chia 0,68 cộng 3,4 chia 0,68. Bây giờ chúng ta sẽ tính thực hiện phép tính chia trước. 2,04 chia cho 68 rồi 3,4 chia cho 0,68 rồi ta cộng hai các kết quả lại. 2,04 chia cho 0,68. 2,04 chia cho 0,68. Chia một số thập phân cho một số thập phân. Ta đếm ở phần thập phân của số chia có hai chữ số, ta lùi dấu phẩy của số bị chia sang bên phải hai chữ số, phải không? Bỏ dấu phẩy của số chia. Được 204 chia cho 6,8. Thì cô giáo ước lượng được khoảng 3 lần. 3 nhân với 68 thì bằng 204 và 204 trừ 204 bằng 0. Như vậy kết quả của phép chia này bằng 3. Cộng 3,4 chia 0,68. 3,4 chia 0,68. Đây cũng là phép chia một số thập phân cho một số thập phân. Ta đếm ở phần thập phân của số chia có hai chữ số, lùi dấu phẩy của số bị chia sang phải hai chữ số, phải không? Như vậy là ở phần thập phân của số bị chia này mới có 1, phải không? Bây giờ muốn hai chữ số ta thêm một chữ số 0. Ta lùi sang đây, bỏ dấu phẩy của số chia được 340 chia cho 68. 340 chia cho 68, cô giáo lượng được khoảng 5 lần. 68 nhân với 5 thì bằng 340. 340 trừ 340 bằng 0. Kết quả của phép chia bằng 5. Vậy ta được 5. Và cộng 3 với 5 bằng 8. Ta thấy là hai cách làm của chúng ta đều có kết quả bằng 8. Như vậy, bài tập 4 vừa rồi đã kết thúc video của tiết học ngày hôm nay.
Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.